Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi và các bạn sẽ cùng nhau tô bức tranh về một chiếc xe ô tô. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu nâu để tô bánh xe. Mình sẽ sử dụng bút màu để tô nhé. Trong tô thì mình sẽ tô đậm một chút để cho bức tranh của chúng ta được đều màu và đẹp hơn. Giờ mình sẽ tiếp tục sử dụng màu nâu để tô chiếc bánh xe còn lại. Sau khi sử dụng màu nâu để tô bánh xe xong thì mình sẽ sử dụng nhiều màu sắc khác nhau để tô bức tranh này. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu cam để tô. Mình sẽ sử dụng màu cam để tô đèn xe nhé. Sau khi tô đèn xe xong thì mình sẽ sử dụng màu cam để tô dòng chữ ở phía trên. Trong lúc tô thì mình sẽ tô đều tay để cho bức tranh của chúng ta được đều màu và đẹp hơn. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng màu xanh lục để tô khung xe. Mình sẽ tô khung xe đằng sau trước. Sau khi tô xong thì mình sẽ sử dụng màu xanh lục để tô khung ở đầu xe. Sau khi tô xong thì mình sẽ sử dụng màu xanh da trời để tô kính xe. Mình sẽ tô kính ở phần đầu xe nhé.
Sau khi tô xong kính cái đầu xe thì bây giờ mình sẽ sử dụng màu xanh da trời để tô cửa sổ, kính cửa sổ. Xong lúc tô thì mình sẽ tô đều tay để cho bức tranh của chúng ta được đều màu và đẹp hơn. Khi tô thì mình sẽ tô đều tay để cho bức tranh của chúng ta được đều màu. Sau khi tô xong thì mình sẽ sử dụng màu xanh nõn chuối để tô chiếc xe. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu xanh nõn chuối để tô chiếc xe này nhé. Trước khi tô thì mình sẽ điều chỉnh độ dài của màu cho phù hợp để dễ tô hơn. Mình sẽ tô phần đầu xe trước. Cái bức tranh này cũng khá là to nên là mình sẽ tô nhanh một chút nhé. Mình sẽ điều chỉnh độ dài của màu cho phù hợp để dễ tô hơn. Khi tô thì mình sẽ tô đều tay để cho bức tranh của chúng ta được đều màu, tránh tình trạng chỗ đậm chỗ nhạt. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.